bản tin tổng hợp sáng ngày 24 tháng 8. Tổng thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi hỗ trợ thêm cho Ukraine. IAEA cho biết họ có thể đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong vài ngày tới. Tổng thống Nga Putin từng chúc mừng nền độc lập của Ukraine. Lo ngại Nga tấn công lớn, nhiều thường dân cố gắng rời thủ đô kỹ ít. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói một số thành viên của NATO không muốn chiến tranh Ukraine kết thúc. Mỹ-Hàn phối hợp đáp trả áp lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên Chuyên gia nhận định hướng dẫn khuyến khích sinh thêm con tiết lộ vấn đề dân số nghiêm trọng ở Trung Quốc Siêu du thuyền dài gần 40m chìm ngoài khơi Italia Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Thưa quý vị, sau 6 tháng Nga xâm lược Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo không nên giảm hỗ trợ quân sự và tài chính cho kỳ ít. Trao đổi với đài truyền hình công cộng ZDF của Đức vào hôm 23 tháng 8, Ông Stoltenberg đã nói rằng nếu không hành động thì sẽ tạo tiền đề nguy hiểm vì hành động quân sự hung hãn sẽ được khích lệ. Ông nói điều đó sẽ tạo ra một thế giới nguy hiểm hơn cho tất cả mọi người. Ông Jens Stoltenberg cũng đã cảnh báo về sự mệt mỏi của chiến tranh. Mọi người phải nhớ những gì đang bị đe dọa, đó là tình đoàn kết với hơn 40 triệu người Ukraine. Nhưng đó cũng là để bảo vệ lợi ích của chính chúng ta, đó là quy luật của trật tự thế giới mà các cường quốc không thể đơn giản xâm lược các nước láng giềng của họ. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không cho phép Tổng thống Nga Putin sắp nhập các khu vực khác của Ukraine như việc sắp nhập bán đảo Crimea. Ông Johnson đã nói London sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ về quân sự, nhân đạo, kinh tế và ngoại giao cho đến khi Nga kết thúc cuộc chiến ghê tởm này và rút lực lượng khỏi toàn bộ Ukraine. Thủ tướng Anh đã đưa ra bình luận này trong một bài phát biểu từ xa tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế Crimea. Ở một diễn biến có liên quan khác, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hôm 23 tháng 8 trong một tuyên bố đã cho biết, trong vài ngày tới đây, các chuyên gia của họ có thể sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hiện đang bị Nga chiếm đóng. Nếu các cuộc đàm phán về một chuyến thăm như vậy thành công. Tôi đang tiếp tục tham vấn rất tích cực và sâu sắc với tất cả các bên, tuyên bố dẫn lời giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết, nhiệm vụ tới Zaporizhzhia dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới nếu các cuộc đàm phán diễn ra thành công. Moscow và Kyiv đã cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và cuộc giao tranh gần khu phức hợp đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Trong khi đó, người đứng đầu Liên hợp quốc đã mô tả tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporitia, lớn nhất của châu Âu, là rất nghiêm trọng. Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi các đại sứ họp tại Hội đồng An ninh Liên hợp quốc vào hôm 22 tháng 8, ông Guterres đã kêu gọi các bên phải ngừng pháo kích vào nhà máy này, đồng thời cũng nhấn mạnh tương lai của nhân loại nằm trong tay chúng ta. Ông cũng nói rằng sự chia rẽ phải được thay thế bằng đối thoại và ngoại giao để cứu vãn các thế hệ kế tiếp khỏi tai họa chiến tranh. Tin tiếp theo, Tổng thống Nga Putin từng chúc mừng nền độc lập của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã tiến hành cuộc chiến kéo dài nhiều tháng chống lại Ukraine, đã từng chúc mừng nước này độc lập và nói về mối quan hệ thân thiện Nga-Ukraine. Theo kênh Newsweek, trong một thông cáo trên trang web của Điện Kremlin vào ngày 24 tháng 8 năm 2007, ông Putin đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Ukraine lúc đó là ông Viktor Yushchenko, Nhân kỷ niệm 16 năm, Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô. Ông Putin đã nói trong thông cáo đó, các dân tộc của chúng ta được liên kết bằng các mối quan hệ văn hóa và tinh thần hàng thế kỷ và các mối quan hệ láng giềng hữu nghị không thể tách rời. Tổng thống Nga còn nói thêm, tôi tin rằng sự ổn định và phát triển nhất quán tồn tại ngày nay, cũng như sự củng cố tiến bộ của chính phủ Ukraine trên cơ sở pháp lý hợp lý cụ thể là các nguyên tắc dân chủ, là lợi ích cốt lõi của cả hai nước. Chúng tôi ủng hộ phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Nga-Ukraine cùng có lợi bằng mọi cách có thể và nỗ lực chung để biến quan hệ của chúng ta trở thành những đối tác chiến lược thực sự. Những lời lẽ thân thiện của thông điệp cũ hoàn toàn trái ngược với quan hệ Nga-Ukraine hiện tại. Hôm nay 24 tháng 8 là ngày độc lập của Ukraine. Vào 6 tháng trước, đúng ngày này, ông Putin đã quyết định đưa quân sang biên giới xâm lược nước láng giềng, trong cái mà ông vẫn gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện một số thành phố lớn của Ukraine đã cấm, hạn chế hoặc cũng đã cảnh báo người dân về các hoạt động tập trung đông người vào ngày độc lập, với lý do Nga có thể làm điều gì đó tồi tệ vào ngày này. Tổng thống Zelensky trong thông điệp hôm 23 tháng 8 cũng đã tuyên bố lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người dân nhiều nhất có thể. Và chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ hành động khủng bố nào của Nga. Tiếp theo chương trình là phần tin tức cập nhật của biên tập viên Bảo Trung. Xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một buổi sáng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Ở diễn biến khác, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nhiều thường dân đang cố gắng rời khỏi Kyiv trong bối cảnh lo ngại Nga sẽ mở một cuộc tấn công vào ngày 24 tháng 8, ngày độc lập của đất nước. Phát biểu với chương trình Today của BBC Radio 4 cố vấn Alex Rodniansky cho biết. Mọi người đang lo lắng và chắc chắn có một số lo ngại rằng một cuộc tấn công có thể nhằm vào các trung tâm ra quyết định ở thủ đô Ukraine và thứ tư. Ông Rodniansky nói. Mọi người đang phản ứng với tin tức. Họ đang cố gắng bảo đảm rằng họ có các phương án dự phòng. Họ không muốn mất quá nhiều thời gian ở gần trung tâm, gần các tòa nhà của chính phủ chúng ta. Theo vị cố vấn, có nguy cơ Nga sẽ cố gắng tấn công chính xác vào thời điểm đó để bù đắp cho việc họ không thể có được bất kỳ thành công nào trong việc khuất phục Ukraine. Bình luận của ông Ronjansky được đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo Nga có thể sắp đẩy mạnh các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine trong những ngày tới. Bộ Quốc phòng Ukraine đã khuyên cáo người dân Ukraine phải đặc biệt cẩn thận vào ngày độc lập với lý do có nguy cơ bị Nga tấn công hỏa tiễn và các hành động khiêu khích. Thưa quý vị, trong một tuyên bố bất ngờ hôm 23 tháng 8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevus Cavusoglu nói một số quốc gia thành viên NATO không muốn cuộc chiến Nga-Ukraine kết thúc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, gây ra phản ứng dữ dội của quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các nhà lãnh đạo thế giới cho rằng việc điện kremlin tuyên bố hành động của họ là để giải phóng khu vực ly và phi phát xít hóa ukraine là hoàn toàn không có cơ sở và đây chỉ là cái cớ cho cuộc xâm lược nhiều quốc gia thành viên nato sau đó đã cung cấp viện trợ nhân đạo và quân sự cho kyiv để giúp họ kháng cự nga thổ nhĩ kỳ dù là một thành viên của nato nhưng không đi theo các thành viên khác ankara đã đi giữa làn danh của cuộc chiến vì không muốn làm mất lòng nga trong một cuộc phỏng vấn với kênh Haber Global TV hôm 23 tháng 8, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết ông tin rằng một số nước NATO không muốn chiến tranh kết thúc. Có những quốc gia ở phương Tây muốn chiến tranh tiếp tục, trong đó có các quốc gia thành viên NATO. Ông nói, ý tôi là không chỉ Mỹ mà còn có các nước thành viên NATO. Ông Cavusoglu tiếp tục nói xấu các quốc gia châu Âu mà theo ông là muốn phá hoại một thỏa thuận giúp xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine mà nước này cùng với Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ông cũng mô tả Mỹ không phải là một trong những quốc gia cố gắng ngăn chặn thỏa thuận khi nói. Tuy nhiên, đây không phải là Mỹ. Mỹ đã đóng góp vào việc ký kết thỏa thuận ngũ cốc bao gồm dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu phân bón của Nga, dỡ bỏ các cảng và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, cũng có các nước châu Âu muốn phá hoại điều này. Chúng tôi không mất hy vọng và tiếp tục nỗ lực. Ngoại trưởng Kabu Sogulu đã không đưa ra chi tiết cụ thể hơn về những quốc gia nào mà ông tin rằng muốn kéo dài chiến tranh hoặc tại sao họ muốn làm như vậy. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ Hàn phối hợp đáp trả áp lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, 5 năm được cho là hòa hoãn dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã không mang lại tiến bộ như mong đợi về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mà ngược lại, Bình Nhưỡng lại tăng tốc từ hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo. Tân chính quyền Seoul đã bắt đầu điều chỉnh chính sách, cây gậy và củ cà rốt với Bình Nhưỡng. Vẫn dùng công cụ kinh tế để trao đổi, nhưng đồng thời cũng tỏ ra cứng rắn hơn về khả năng đáp trả quân sự. Đoạn tuyệt với chính sách hữu hảo của Tổng thống Moon Jae-in theo Đài phát thanh quốc tế Pháp AFI, Lời hứa bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và nối lại các cuộc tập trận song phương được tân Tổng thống Jun Chokion bắt đầu từ cuộc tập trận lá chắn tự do Unchin, kéo dài từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Đây là điểm đoạn tuyệt với chính sách hữu hảo của người tiền nhiệm Moon Jae-in. Trong suốt nhiệm kỳ, ông Moon đã cho hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô hai đợt tập trận thường niên, mùa xuân và mùa hè của quân đội Hàn Quốc và Mỹ để tránh làm đảo lộn chính sách cởi mở và đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chiến lược của Tổng thống Moon Jae-in đã bị nhiều người chỉ trích là dễ dãi, không đạt được kết quả. Thậm chí Bình Nhưỡng như được đằng chân lên đằng đầu trong suốt 5 năm khi tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân và hơn 30 vụ thử hỏa tiễn đạn đạo. Trong đó có nhiều lần thử hỏa tiễn liên lục địa, đặc biệt là vào tháng 3 với hỏa tiễn Hoa Trong 17 được cho là có tầm bắn hơn 15.000 km. Theo nhà nghiên cứu Go Myung-hun thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Asan tại Seoul, Hàn Quốc, khi trả lời thông tín viên Pháp IFI vào ngày 22 tháng 8 cho biết, trong suốt nhiệm kỳ, ông Moon Jae-in đã không tìm cách thích ứng với sự cải thiện kho vũ khí của Bình Nhưỡng. Kết quả là gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tự tin khẳng định Bắc Triều Tiên sẵn sàng khai triển sức mạnh gian đe hạt nhân trong trường hợp đối đầu quân sự với Mỹ và Hàn Quốc. Thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ trong chính sách phòng thủ Trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng to lớn từ Bắc Triều Tiên, chính quyền Seoul tìm cách nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Phần nào bị tác động từ quyết định ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn với Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Moon Jae-in. Vẫn theo chuyên gia Go Myung-hun, nối lại tập trận với Mỹ còn giúp Seoul xoa dịu đồng minh, đồng thời thể hiện lập trường chung của hai bên về cách đáp trả mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Cả hai bên cũng đều cho rằng phải chuẩn bị về mặt quân sự ở cấp độ cao và để làm được việc này thì phải tổ chức các cuộc tập trận chung. Seoul và Washington đã nhất trí mở rộng quy mô và phạm vi của các cuộc tập trận và huấn luyện chung, nhưng không nêu chi tiết. Giới chuyên gia thẩm định, khoảng 28.500 quân nhân của hai bên tham gia, bao gồm không quân, hải quân, đông đảo tàu chiến và xe tăng cũng sẽ được huy động. Hãng tiền pháp AFP thì cho rằng quyết định nối lại các cuộc tập trận cũng đánh dấu cho sự thất bại về mặt chính trị đối với Bình Nhưỡng. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng trong 5 năm tới. Chính quyền Bình Nhưỡng chưa chính thức lên tiếng, nhưng để cơ quan truyền thông Ryomyong lên án cuộc tập trận Mỹ Hàn là nhằm phát động một cuộc chiến xâm lược, chỉ trích tổng thống Jun Jong là kẻ cuồng chiến hiếm hai và đe dọa Seoul phải trả giá vì thái độ đáng thương khi đối đầu với một cường quốc nguyên tử như chúng ta, Bắc Triều Tiên. Về mặt kinh tế, kế hoạch xây dựng miền Bắc được Tổng thống Jun Seokyeon đề xuất để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa, bị Bình Nhưỡng đánh giá là điên rồ. Chính quyền Seoul bị bà Kim Yo Chong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, coi là có suy nghĩ thô thiển và ấu trĩ. Vì Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ đánh đổi hợp tác kinh tế lấy danh dự, vũ khí nguyên tử. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Chuyên gia nhận định, hướng dẫn khuyến khích sinh thêm con tiết lộ vấn đề dân số nghiêm trọng ở Trung Quốc. Thưa quý vị, vào hôm 16 tháng 8 vừa qua, cơ quan y tế hàng đầu Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn chính sách chung trên trang web chính thức của họ để khuyến khích sinh thêm con như một phần trong nỗ lực thúc đẩy dân số phát triển cân bằng với lâu dài của Đảng Cộng sản cầm quyền. Tài liệu này với tiêu đề hướng dẫn cải thiện hơn nữa và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản tích cực do 17 cơ quan khác nhau của nhà cầm quyền này xuất bản, trong đó có Ủy ban Y tế Quốc gia, Ban Tuyên truyền, Cục Quản lý Thuế Nhà nước, Bộ Giáo dục, và Tổng cục Hậu cần Quân ủy Trung ương cùng với những cơ quan khác. Hướng dẫn này đã đề ra 20 biện pháp chi tiết để tăng tỷ lệ sinh sản đang giảm sút và giảm tỷ lệ nạo phá thai ở Trung Quốc. Những biện pháp này gồm có tăng cường các cơ sở chăm sóc và trợ giúp trẻ em, đề ra các chính sách nhà ở thuận lợi cho các gia đình có nhiều con và tạo ra một môi trường việc làm khuyến khích sinh con. Trong một cuộc phỏng vấn với ấn bản hoa ngữ của thời báo G Epoch Times, ông Trương Phong Ích, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Xã hội và Lao động Đài Loan đã cho biết, các nỗ lực chung nhằm khuyến khích việc nuôi dạy con như thế này là một hành động chưa từng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với số liệu thống kê chính thức của chính quyền này cho thấy, thật ra là Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm nhanh. Mức sinh thấp, dân số già Cơ quan ngôn luận Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hồi tháng 1 năm 2022 rằng dữ liệu chính thức của Trung Quốc đã cho thấy dân số thấp kỷ lục vào năm 2021, với 10,62 triệu ca sinh vào năm đó so với 12 triệu ca năm 2020 và 14,65 triệu ca vào năm 2019. Trung Quốc có tỷ lệ sinh là 1,16 vào năm 2021, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 2,1 của OECD để có một dân số ổn định. Ông Trương tin rằng dữ liệu chính thức của Trung Quốc đã bị thay đổi để che đậy mức độ thực tế của cuộc khủng hoảng dân số. Ông nói rằng nếu những người trẻ tuổi không muốn có con thì đó sẽ là một thách thức to lớn đối với nhà cầm quyền này. Ông cho biết, hệ thống an sinh xã hội của chúng ta, dù là bảo hiểm xã hội hay thuế, đều phụ thuộc vào sự đóng góp của giới trẻ. Vì Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn như vậy, nên vấn đề dân số già mà Trung Quốc phải đối mặt chắc chắn là rất nghiêm trọng. Ngoài tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, Trung Quốc còn có số người về hưu đang tăng lên đáng kể. Theo mạng bán nguyệt đàm, một cơ quan ngôn luận tuyên truyền chính trị của nhà nước, làn sóng xám lớn nhất từ trước đến nay dự kiến sẽ xảy ra trong thập niên tới, những người sinh vào những năm 1960 sẽ về hưu kể từ năm 2022, với trung bình mỗi năm là 20 triệu người trong nhóm tuổi này về hưu. Dữ liệu gần đây nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho thấy có 267,36 triệu người Trung Quốc trên 60 tuổi, chiếm gần 19% dân số của cả nước này. Ông Quách Thụ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, đã nói với tờ Tân Hoa Xã hồi năm 2020 rằng dự kiến trong 5 đến 10 năm tới, Trung Quốc sẽ thiếu hụt lương hưu từ 8 đến 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,17 đến 1,46 nghìn tỷ đô la Mỹ. Không muốn có con vào năm 2021, chính quyền Trung Quốc đã nới lỏng hơn nữa các chính sách kế hoạch hóa gia đình nhằm khuyến khích người dân sinh ba con, nhằm đáp ứng với những thay đổi về nhân khẩu học sau nhiều năm thực hiện chính sách một con. Tuy nhiên, hồi tháng 5 năm ngoái, ngay cả Ủy ban Y tế của nước này cũng đã thừa nhận rằng đa phần các gia đình vẫn quyết định không sinh con mặc dù muốn có thêm một em bé. Ông James R. Gory, tác giả của cuốn Cuộc khủng hoảng Trung Quốc và là cộng tác viên của thời báo The Times, đã viết trong một bài bình luận hồi tháng 6 cho ấn phẩm này rằng 2 phần 3 hầu hết phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 31 tuổi đã chọn không sinh con. Ông Cory đã viết trong bài báo của mình rằng thế hệ trẻ Trung Quốc đang từ chối hợp pháp hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua việc sinh con. Hồi tháng 5 năm nay, được biết khi một thanh niên ở Thượng Hải từ chối đến một địa điểm cách ly tập trung anh đã bị cảnh sát cảnh báo rằng hành động của anh có thể dẫn đến hậu quả liên đới đến ba đời nhà anh. Người thanh niên này đáp lại rằng: "Chúng tôi là thế hệ cuối cùng rồi." Quan điểm thế hệ cuối cùng đại diện cho rất nhiều người trẻ tuổi phản kháng lại tình trạng thiếu phẩm giá mà họ đã phải chịu đựng dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính sách zero covid hà khắc của chế độ này. Áp lực tài chính là một lý do khác khiến các đôi vợ chồng trẻ Trung Quốc ngại sinh thêm con. Trước đó, hồi tháng 6 năm 2021, Thời báo The Book Times tiếng Trung đã đưa tin rằng, mẹ của một em nhỏ 12 tuổi ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã cho biết, mức chi tiêu trung bình hàng năm mà cô phải gồng gánh để nuôi con là 12.000 đô la Mỹ, vượt quá thu nhập khả dụng trung bình của một người ở thành phố PDI năm 2020 là 10.700 đô la Mỹ. Hàng Châu là một trong những thành phố giàu có bậc nhất ở Trung Quốc, vào năm 2020, PDI của vùng đô thị của Hàng Châu cao thứ tư chỉ sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Tô Châu. Trong khi đó, PDI trung bình ở Trung Quốc là 5.000 đô la Mỹ. Chuyển sang một tin tức quốc tế đáng chú ý. Siêu du thuyền dài gần 40 mét chìm ngoài khơi Italia. Thưa quý vị, truyền thông ý đưa tin du thuyền Mai Shaga dài 39,4 mét đã gặp nạn và mắc cạn ngoài khơi cảng Catanzaro Marina, miền nam của Italia vào hôm 20 tháng 8. Lực lượng tuần duyên Italia đã giải cứu thành công 9 thành viên của thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực nhằm lai rát siêu du thuyền này vào bờ đã không thành công do thời tiết xấu và biển động dữ dội. Đến ngày 22 tháng 8, những con sóng mạnh và gió lớn đã lật úp Mychaga và nhấn chìm siêu du thuyền này xuống đáy biển. Theo các chuyên gia địa chất, vùng biển nơi du thuyền Mychaga bị chìm có độ sâu khoảng 200 mét. Du thuyền Mychaga được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Tim Hayworth và đóng bởi xưởng đóng tàu La Spezia tại Italia vào năm 2007. Du thuyền treo cờ của quần đảo Cayman, nhưng toàn bộ thủy thủ đều là công dân Italia. Theo giới chức Italia, du thuyền này gặp nạn khi đang trong hải trình từ bán đảo Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ đến thị trấn Milazzo, miền nam của Italia. Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp. Sáng ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.